Yo, xin chào, chào mừng các bạn đã đến với clip unboxing mới nhất của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp một nhân vật phản diện mạnh nhất lịch sử Marvel. Một trong những người mạnh nhất lịch sử Marvel. Đó chính là Thanos. Đây là phiên bản Infinity War. Đây chính là phần hộp của nó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp đó nhé. Đầu tiên, theo như mình thấy, một điều là nó khá nhẹ. Mặc dù hộp rất là to, nhưng nó vẫn khá nhẹ. Nhẹ hơn nhiều so với cái bản Galaxy ở năm 2015 của bạn. Phiên bản nó thì rất là nặng. Tại sao nặng? Tại vì nó có cái ghế. Thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp đây. Hộp nó to nên nó cùng kìa. So sánh giữa hai con để các bạn thấy kích thước, so sánh nhanh thôi. Mình đã mở hộp được rồi, đây cho bạn nhìn xem. Nó một màu khoai tím tím chín rất là đẹp. Phiên bản này mình mua ở Hồng Kông nha các bạn, giá vận chuyển khá là mắc. Và điểm này vừa ra nên nó giá của nó hơn giá rì rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng có đáng tiền hay không mà đã chúng ta mua trước như thế này á. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé. Đây Island tí hơn chúng ta mùa 2.0 phiên bản Infinity War. Wow, các bạn nhìn thấy không? Khi cái vỏ ngoài là chừng là chúng ta rất là phấn khích này. Đó, vẫn là tông vàng như các bạn, vàng đen như các bạn. Cái này có phủ bóng nha, đẹp lắm. Con này thật sự là mình cũng rất là mong chờ các bạn. Ông chơi cực kỳ luôn á. Chúng ta sẽ mở hộp ra. Cách bấm hộp này chúng ta không có lạ lẫm gì, nó chỉ là một cái hộp hộp to mà con thường phóng bự lên thôi. Mình có nghe các bạn collector nói á, đây là một cái bản làm những như là chiều cao nó không được cân đối cả lắm. Nếu có hất ở đây thì hay quá, thì mình sẽ so sánh dễ hơn. Nhưng mà tạm thời không có thì chúng ta có đỡ. Để phủ lên, tại vì đây là hàng mới nên mượn. Đây các bạn ạ. Bên hông này chúng ta thấy quá rất là quen. Đây là cây găng tay, găng tay vô cực. Sau lưng thì là một số cái người mà đã làm về thông tin chi tiết tem của Marvel, hãng là sản xuất bởi Cedric Play này, và cái trụ sở của Hot Toys các bạn. Có viết bằng chữ tiếng Anh nè, tiếng Nhật này. Đây là cái găng, đây là cái nhãn hiệu của Thanos các bạn. Đó, các bạn ta nó vặt. Con này là MMF479 nha các bạn. Đó, 479. Bên hông cũng không có gì nhiều các bạn, chỉ vậy thôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau unboxing nhé. Mình là luôn sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các hàng mới này các bạn. Con Thanos này nó có một cái đặc điểm như là kho là nó có thể thay tay.
hay luôn mà. Hệ thống của chúng ta sẽ gồm 2 head. Đây là điểm cộng thứ nhất. Tại sao? Tại vì 7.1.0 nó không có cái head thay. Nhưng mà cũng không có nói được tại vì nó chỉ là xuất hiện mấy giây cuối à. Thì các chị em phụ nữ là thích. Tại sao người ta thích? Tại người ta mê chân châu, trà sữa chân châu khoai môn các bạn. Đây là hàng nguyên siêu nha các bạn. Đây, siêu của nó. Và chưa có unbox luôn nha. Rồi, để chúng ta mở rồi. Nhìn nó hơi đơn điệu các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây là một cái khung. Đó, sau này Infinity War thì chúng ta sẽ có nhiều khung như thế này. Cái này là cái phong các bạn chụp ảnh nha. Chụp ảnh nghe thật lên, cái này là lên luôn các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi mình không rõ ra. Đó. Một cái khung. Nó có đèn nữa nha các bạn. Đây. Sáu pin dành cho hai cái găng tay. Em mang lại sáng đèn được. Mình không biết nó có chế độ là không thôi. Hay là chỉ có một chế độ là sáng tất cả thôi. Mình không biết cái điều đó. Đây các bạn. Trời đẹp ghê chứ. Các bạn mà mua cái sản phẩm mà cái găng tay mà mà một bốn của nó đó, nhìn các bạn, coi đẹp chưa, chuột to dữ, mình thấy nó cũng đẹp mà đâu đến nỗi gì đâu mà người ta che, cực kỳ đẹp luôn á. Nếu các bạn thích chim thì cái này là ok này, đẹp á, mình thấy không có gì xấu chưa. Chút nữa mình sẽ test thử pin cho các bạn coi luôn. Cái này trước mình chưa nhìn được chỗ lắng pin. Chúng ta sẽ có hai tray, đây là cái màu nhăn nhó ức chế tâm hồn rồi. Cái này không biết có là 500 mà chúng ta ngoài cái bộ bàn tay chúng ta cứ còn cái iPhone gì đi kèm hết. Đó rồi đó các bạn, bộ kèm đơn giản nhưng mà làm đẹp lắm nha các bạn. Trời ơi, cái gân này, cái vân làm quá chi tiết luôn. Đây là cái mặt của nó. Quá đẹp. Còn tay thì chi tiết nhưng mà thì không khác gì các bạn 1.4 nữa. Xíu.
cao trung bình là 38 các bạn. 38 cm. Đây là mấy bàn tay, chỉ có hai cái bàn tay thôi. Thích hơn mảnh kia, ấy cũng bằng mảnh kia các bạn. Nhưng mà có một cái tay bự để đi kèm là được rồi. Đó, sau đây là những cái gì mà unboxing của mình. Đây là một ví dụ so sánh về chiều cao các bạn ạ. Chúng ta có bản thức của bản Thanos của Guardian of the Galaxy 1.0 để bản 2015 các bạn thấy không? Nó quá lùn so với Thanos luôn. Thanos bản hiện tại. Cái này gọi là giải thị thành công các bạn. Đó, nhìn hai màu da các bạn sẽ thấy. Cái này nó sẽ đậm hơn. Đó. Nó so sánh vậy thôi chứ thực ra cũng không có gì so sánh nhiều các bạn. Tại vì phần trên là nó quá rõ. Cũng là cùng với khúc giá. Nhưng mà trên là quá rõ luôn các bạn nhé. Quá thấp. Tay lần này là làm những che khớp. Còn tay này vẫn là có khớp các bạn, các bạn nhìn là thấy liền. Có bản kia mình nhìn đó, nó trông nó không có đẹp bằng cái bản như thế này. Nhưng mà cũng không thể chấp một công nghệ hồi đó với thời bây giờ nó khác nhau nhiều lắm. Đấy, các bạn thấy tay tâm cũng không có gì nhiều là cái con tay. Bộ suốt thì tất nhiên là bản này ăn đứt rồi các bạn. Infinity War ăn đứt rồi. Cái này làm hoàn toàn nhựa mà đúc vô thôi. Ngoài ra không có cái gì thêm cả. Đó, mình thôi đánh nhanh như vậy thôi. Nếu mà là lần đầu các bạn tới cái kênh của mình thì hãy like và chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.